xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Hello, xin chào bạn Khả Hân. Đây là đơn hàng của Khả Hân. Khả Hân là cũng là khách quen của shop Bé Út Chibi ha. Và bạn Khả Hân đặt hôm nay là rất là nhiều món nè các bạn. Bạn xem đây là gì đây? Đó, xì lá mây các bạn, xì lá mây Galaxy nè. Đó. Cái này là 30.000 nha các bạn, 30.000. Nó rất là nhiều luôn, cái này hơi lớn nha. Còn loại cũ nhỏ hơn, này rất là nhiều xì lam. Đây là chân trọc hang các bạn, chân trọc hang ha. Cái này là 5.000 thôi, nó có rất là nhiều luôn á. Trong đây nó nhiều trò lắm. Đó là xem hơn. Cái đại diện thôi nha. Đó, nó có rất là nhiều trò các bạn. Ở đây là có tô màu luôn ha, tô màu nữa nè. Đằng sau, cái mặt sau tô màu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tấm luôn. Đó, các bạn thấy nhìn rất là đẹp nha các bạn, này rất là đẹp. Đó, đây, cái này là trọc hang ha. Mình cào ha, trên răng nó những màu galaxy rất là đẹp các bạn. Nhiều không? Chỉ có 5.000 thôi nhưng rất là nhiều ha. Nó kèm thêm một cái cây này để mình cào hang các bạn. 5.000 một cây, mở một bên. Đây, cái mẫu này là hình dáng nè. Hình dáng có cái kèn các bạn. Đó, cái này ra nó sẽ lè. Thổi lè 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 ra rất là vui luôn á. 6.000 cái này, cái này. Hôm nay là một tiếp. Đây. Đây là hình dáng lụa các bạn. Trong đây nó có là 4 tấm nè. 4 tấm hình dáng lụa. Rất là xinh luôn. Để mình trang trí những cái vật dụng mà mình thích. Tặng cho mình thêm một cái. Cái này kia không còn nha. Đây là cái cuốn sổ. Cuốn sổ tạo thiết kế. Đó là cái máy kia để tạo thiết kế. Không cần các bạn làm sử dụng một tí một cái gì vẫn được nha. Chứ không phải là chỉ để tạo thiết kế không. Và đây tôi có cái mẫu này cho các bạn xem bên trong nha. Đây cái mẫu này có cái hình kem nè, bơ nè, cà rốt. Còn này là cái cam các bạn. Đó, cái này là cái mặt trước của nó ha. Ở đây là cái mặt sau có hình cái khơm, cái khớm các bạn. Đó, mẫu này là Made in Việt Nam ha. Đó, trang là tới 210 trang các bạn, 210 trang. Đó, mặt bên đây nó cái lò xo rất là đẹp, cá tính này ha, mình mở bên trong. Ở đây nó có những cái ô ly nè, để mình làm những cái gì đó mình muốn ghi, mình tạo cái tích cơ, mình vẽ ha. Bên đây thì nếu mà mình ghi nhật ký hay mình ghi cái gì đó, thì nó có thứ nè, có ngày tháng năm luôn của mình ha, để mình ghi sổ hay người lớn làm gì cũng được. Cái này là sổ người lớn làm thì đó. Ở đây là cái tạo tích cơ, thì đây là một cái cuốn sổ nè, cuốn tạo sổ tạo tích cơ này chị đang sử dụng các bạn thấy không? Đó, mình chơi tích cơ để mình lưu vào mình làm kỷ niệm luôn nha. Chứ mình làm lẻ lẻ ngoài thì mình vứt đi bỏ phí ổ nó. Đây là nguyên một cái cuốn rồi đó. Nha, mình chỉ chuyên tạo những tích cơ. Hôm nay thì mình tạo tích cơ hoặc là mình ghi cái bút rồi đó là tùy mình. Đây là hình dáng nè, cơ hình dáng bạn màu xanh rất xinh luôn hết. Cái này là 30.000, cái này là 10.000 ha, 10.000. Cái này là 25.000, bạn lấy mẫu 25.000 mẫu kia người shop đã hết rồi, mình shop lấy mẫu này cho mình nhé. Rồi, đã đặt lên rồi đó nha. Mình tới đơn hàng tiếp theo thôi. Xin chào Như Ý ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn Như Ý có đặt một cái hộp bút các bạn, hộp bút long. Nhung các bạn. Nó có nhung, có cái chữ chì lam, nó có cái móc khóa hình cô gái, khóa là xinh luôn. Có cái dây nè, chì lam ha, nó có cái hai hộp luôn các bạn. Đây, cái này bên trong nè. Đó, cái này hộp này nữa, đó, hai hộp ha, nhung. Đây, cô gái rất là xinh luôn, màu hồng nè các bạn. Mẫu này là 80.000 nha, và tặng cho mình thêm một cái thịt đi không còn nữa. Xin chào Thiên Nhân ở Đắk Lắk. Các bạn thấy xem đơn hàng Thiên Nhân đặt như thế nào nè, rất là đẹp. Các bạn thích đơn hàng của Thiên Nhân thì hãy bấm cho một like ha, bình chọn. Đây, bạn Thiên Nhân đặt nguyên một cái vỉ tiền của các bạn đó, nũ kích mệnh giá tiền Việt Nam đồng nha các bạn nha. Tiền này tiền đồ chơi cho các bạn mà chơi dùng sử dụng cái búp bê nè, tập sử dụng tiền ha. Để mình tập, để mình ra đời, mình mua đồ mua hàng, mình hối tiền rồi các bạn biết giá trị tiền cộng tiền lại nè. Đây cũng là một cách tập để cho các bé nhà mình sử dụng tiền ha các bạn nhé. Và đây cái này là một cái combo hình dáng sticker. Đây cái mẫu này, cái này nhỏ nhỏ lớn 50.000 các bạn nhé, mẫu này hai lớp. Cái mẫu này có cái váy xinh xắn rất là xinh xắn dễ thương luôn nè. Nó có 5 nhân vật. À cái này 4 nhân vật, 3 nhân vật. Đó, anime đó mình. Cái này là 4 mình nè. Đó, các bạn cái xinh. Tặng cho mình một cái Lego số nha các bạn, Lego số. Mình đặt thêm một cái combo hình dáng lộn nữa nè. Hôm nay nó có cùng bàn cơ lớn và 2 cùng bàn 3 cùng bàn nhỏ. Những hàng anime rất là xinh xắn để mình trang trí. Những vật dụng của mình rất là dễ thương. Xin chào Nguyễn Hồng Hạnh ở Đồng Tháp. Bạn Hồng Hạnh có đặt là một vật kẹo trà sữa trân châu đường đen. Đó, trà sữa con trâu đường đen 38 nè, như thế này ăn rất là ngon nha, ăn được cái con trâu trong cái trà sữa đó. Còn này là kẹo sô cô la bọc đào, cái bọc trái dâu là nguyên cái dâu khô, trái khô mà bọc sô cô la lên. Đây là một cái tắp tô màu, có rất là nhiều tấm nha các bạn. Đây nè, có rất là nhiều trà để mình tô. Bạn cho mình một bước không còn nè. Mặt hai cây sữa chua mình mang về mình bỏ tủ lạnh đông đá ăn ngon lắm. Tiếp theo là một bịch tiết nhân tạo, hai bịch lông biển, hai lông biển của Thái Lan nha. Xin chào Bảo Châu ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Bảo Châu có đặt là 8 cuốn sổ hình dáng các bạn. Đây sắp lấy khác nhau cho mình luôn. Cái này thì nó có sợi dây chuyền trong đây các bạn. Hình dáng này có sợi chuyền. Những hình dáng này có khác nhau ha.
trong đây nè, tặng cho mình shop lấy cho mình tổng là 7-9 cái nha, 9 cái sỏ này tặng cho mình một cái, tặng cho mình một cái cuốn sỏ như thế này, cắt ngang hết nha, cắt ngang, cắt ngang và cắt mở ra một cái cuốn như vậy xem bên trong thế nào, bên trong nó này các bạn, nó rất là nhiều tờ ha, nó rất là nhiều tờ luôn, cắt ngang hết hoàn toàn nha, đó các bạn thấy không, mặt mặt này và bên mặt bên đây nữa nha, đó. Như vậy là có tới 8 tờ nhỏ và một cuốn sỏ như vậy chỉ có 5.000 thôi, nó rất là nhiều hình dáng để mình dán. Tám cuốn ha, rồi tất cả mình về mình sẽ nhận được là 9 cuốn sổ hình dáng như thế này, 9 cuốn sổ hình dáng này. Tiếp theo là đơn hàng của Lâm Hà cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, và Lâm Hà của nặng rất chơi hình dáng nổi. Mẫu này thì sẽ tặng cho mình nha. Hôm nay là mình đặt nè, tặng thằng này, đẹp cái luôn. Các bạn nào mà muốn xem những cái cơ này như này nè, cách tạo những hình dáng cái cơ này thì hãy vào kênh Một Ngàn Bí Mật Có Chuyện. Các bạn bấm đăng ký kênh ha để theo dõi. Thì trên đó chị có giới thiệu rất là nhiều những cái cơ nè, cách tạo câu chuyện, hướng dẫn làm câu chuyện, có nhiều câu chuyện rất là hay và ý nghĩa các bạn nhé. Mẫu này rất là xinh, cũng 16.000, 20.000 ha. Bye bye các bạn nha, hẹn các bạn video sau. Và hãy đừng quên gọi 0937899 để đặt hàng. Và đặc biệt là mình xin phép ba mẹ mình nha. Bye bye. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê, có cả những đoạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào thang. Song song đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FGB cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, thú nhồi bông. Và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bít tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe kệ siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slam May, Galaxy, Slam Trong, Slammer, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái kệ đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop BGB chọn lựa những món đồ yêu quý, xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá ship chỉ từ 30 cho đến 35.000 đồng, một giá ship duy nhất, dù các bạn mua nhiều hay mua ít. Và thật tuyệt vời, nếu như các bạn mua từ 800.000 trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop FGB lúc nào cũng đầy ắp hết, chờ đón các bạn đặt hàng. Và hãy nhớ, nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937899707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út GB 0937899707 luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship. Còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm với phương châm phục vụ hết mình, tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like và thả tim và đăng ký thành viên kênh Bé Út GB để theo dõi những sản phẩm, những đơn hàng mới nhất nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui tươi, yêu các bạn rất nhiều.